gái yêu của mẹ. Nhỏ này không biết đỡ mẹ gì hết trơn à? Lại bắt tầm tầm muốn đá đây biểu được. Con à, bước ra đằng kia, bước mau, xoay một vòng, mày xoay lại vòng nữa. Trời ơi, sao mẹ đẹp dữ vậy con? Mẹ đẹp y chang như mẹ mày ngày xưa vậy đó. Thử, lại đây ngồi đi con, ngồi đây, ngồi đây. Mẹ ơi, ba đâu rồi hả mẹ? Ba mẹ trong phòng đợi tí, ba mẹ ra nhá. Dạ. Cả nhà của tôi đâu hết rồi? Minh, Minh, trời ơi, con gái của bạn. Minh, em nè, không ôm em à? Quên con cá mặt má được kia. Thưa mày này xem nha. Thôi bỏ qua cái câu trả hỏi này đi. Thôi lại đây, ba bảo này. Lại đây mẹ bảo này. Hôm trước là ba có hứa với hai mẹ con là hôm nay là ba sẽ cho hai mẹ con đi chơi. Nhưng mà rất là vô tình, đối tác của ba ở bên trong khu đơn đô ấy, bảo ba phải sang đấy làm việc gấp, cho nên là hôm nay ba không thể đi được. Cho nên ba hứa lần sau ba sẽ cho hai mẹ con đi chơi. Thế hôm nay mẹ sẽ đưa Thảo đi làm. Ông hứa hoài à? Mẹ nói nghe này, mẹ nói chung là công việc của mẹ bận lắm. Hôm nay mẹ phải đi ra nước ngoài làm việc với người ta hôm nay rồi. Nên là bố hôm nay đưa Thảo đi học đi nhá. Bây giờ bà cũng đi luôn à? Ừ, công việc của tôi bận mà, hôm nay ông thương Thảo đi, ông thương tôi đi được không? Thế là bây giờ bà cũng bận mà mẹ bà cũng, bận. Cho nên là bây giờ con ở nhà nhá, con chỉ có chăm sóc bây giờ con đi. Bà tất con à, vậy ha. Rồi, ăn uống đầy đủ nhá, đừng bỏ bữa nhá. Thôi con mẹ đi làm nhá. Ba mẹ. Ba mẹ vẫn đi làm hả? Ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Ba mẹ, ba không nhớ à ba? Ba là ba nhớ chứ. Ngày gì vậy con? Ngày gì vậy em? Em là em nhớ, thì đó còn trọng là anh có nhớ hay không thôi. Anh là em nhớ, em nhớ là anh nhớ liền à. Em nhớ. Em nhớ, em là mẹ nó, mẹ em phải nhớ chứ. Quan trọng là anh thôi. Nhớ thì anh nhớ. Nhớ có nghĩa là ba nhớ là mẹ sẽ nhớ. Đúng rồi. Và mẹ nhớ là ba sẽ nhớ. Và cuối cùng là hai người đều không nhớ. Thì đúng rồi. Đại khái là vậy đó con. Ba xin lỗi, ba bận quá. Vậy là ngày gì vậy con? Gì vậy? À, hôm nay là ngày siêu thị sale. Trời, tưởng ngày gì? Ngày đó thì siêu thị người ta nhớ, khách hàng người ta nhớ. Liên quan gì đến nhà mình mà mình nhớ? Hôm trước nó đòi mua cái đồng ấy. Thảo không mua cho nó luôn đi. Thảo à, nhà mình thiếu gì tiền hả con? Con cần bao nhiêu tiền con? Nhà mình không bao giờ thiếu tiền nha con. Con thích mình lo quân cả cái siêu thị về trong phòng cho con luôn. Bây giờ bố mẹ phải đi làm rồi. Con ở nhà chứ. Bố ở nhà ngoan nhá. Ngoan đừng có nghịch nhá. Rồi đi đi bằng. Ba mẹ. Bé, chìa khóa xe của anh đâu rồi? Em để trong phòng rồi. Chìa khóa phòng anh để ngoài xe rồi. Thôi ra đi. Ba mẹ. Alo, tập kết đi tụi em. Nhà đẹp quá. Nhạc đâu? Quẩy nào? Lại đây chế hỏi. Tụi em mới xuống trại ra hả? Đã xấu rồi còn nhảy xấu nữa. Mất cả hứng. Thôi chơi cái khác. Chơi gì chơi? Follow me. Có ai giải thích cho tao biết follow me là cái gì không? Là đi theo tôi này mấy má. Trời ơi. Hả?
Honey, theo em nè. Trời ơi, đứng đợi đây một tí, em coi chồng em có nhà không nhá. Đợi tí. Thôi thôi vào đi, nó không có nhà đâu, vào đi. Đây ngồi đây này, này này này. Ai, yêu anh á, khổ quá, cứ tốn tiền hoài. Hôm nay anh là còn xin bao nhiêu nữa, nói con nào. Thì là 5 triệu thôi à? 500 triệu. Nghe như cơn bão lòng. Mỗi lần anh xin có nửa tỷ dễ thương gì không à? Mẹ nói nghe nhá, là anh là có hiếu với gia đình lắm nhá. Từ lần trước thì bố anh lòi ruột, mẹ anh thì niềng răng. Thế cô dì anh thì lại đi nâng ngực. Cháu em thì đủ các bệnh các kiểu. Nói chung là em thương anh lắm. Nốt lần này thôi nha, nốt lần này và gom hết kết sắt và đưa cho anh. Giúp anh đi nha. Nhanh lên không, chồng em về mới thì sao? Chồng em nó đi làm xa rồi. Mà em nói anh nghe nhá. Cái chồng em là một loại đàn ông bất lực, sống dựa vào đồng tiền của em, anh hiểu không? Và cái kiểu như là em chơi được là em bỏ được. Đấy, em nâng lên được là em xuống được. Đấy, đàn ông đối với em á, em chơi được, em bỏ. Đấy, anh là một trường hợp khác. Anh là đàn ông nhưng mà em vẫn thương anh. Chứ còn chồng em hôm nay ở nhà thì bà vừa nói gì với con chồn Nam Phi? Bà đang làm cái gì vậy? Đây là ai? Đây là ai? Bố. Bà bị điên à? Mày cứ đứng yên đó, tao không làm gì mày đâu. Tôi không muốn thấy mặt thằng này nữa. Ok. Anh về đi, về nhà tắm rửa sạch sẽ, nghiêng mình cho ráo nước tí hôm qua. Anh giải quyết chuyện gia đình đã. Rồi, nói đi đồ đàn ông bất lực. Dì xích đủ à, cái gì vậy? Dì xích tao. Tôi nói cho bà biết, bà bị điên à? Bà dẫn đi đâu chơi thì chơi, mà sao bà dẫn về nhà? Con Thảo nó thấy thì làm sao? Trước mặt con Thảo là mình phải tỏ ra hạnh phúc chứ. Tôi chơi lún chơi lén làm sao con Thảo nó biết được? Chơi lún chơi lén à? Tối qua bà đi đâu? Mấy giờ bà về? 12:15. 12:15 à? Tôi cho bà nói lại. Thì 12:15, 3 giờ sáng. Bà không phân biệt được kim nào kim dài, kim nào kim ngắn à? Buổi tối đi về, mắt tôi quáng gà, tôi tưởng hai kim nó bằng nhau. Đồng hồ gì mà hai kim bằng nhau, có hai cái kim của bà bằng nhau ấy. Cái gì? Hai cái kim văng của bà bằng nhau ấy. Tôi nói ông nha, người ta không thương là không hơn ông về địa vị danh vọng tiền bạc, nhưng mà người ta biết quan tâm tôi. Quan tâm bà? Đàn ông gì mà sức dài vai rộng mà quan tâm thứ đàn bà lăng loà như bà không có tiền, nó quan tâm bà cái nỗi gì? Tôi nói cho ông biết nhé, vì hạnh phúc của con Thảo tôi mới cố cắn răng để sống với ông nhá. Chứ còn mỗi ngày sống với ông á, tôi cảm giác như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng, vậy hiểu chia không? Tay đi. Ủa, vậy chia tay đi. Chia tay thì chia tay. Thứ đàn bà thì mặt hóc như mặt dưa chơi, không được cái việc gì, suốt ngày bù với bình. Cái gì vậy? Thảo, con làm gì vậy Thảo? Cái gì vậy con? Cái gì đấy? Ông ơi, con Thảo nó làm cái gì này? Cái gì đấy? Ông ơi, con Thảo, Thảo ra đây con. Trời ơi, sao mày làm như vậy Thảo? Ra đây, mày ngồi xuống đây mày bán à? Ngồi xuống đây. Trời ơi, ông ơi, con Thảo nó. Cái chuyện gì vừa mới xảy ra? Ở trên đấy bà biết hết mọi chuyện, bà không nói, tôi biết gì mà tôi nói. Thì con Thảo nó dùng cái này này. Cái gì? Con Thảo nó dùng. Cái này là cái gì vậy con? Con nói đi, cái này là cái gì vậy? Không phải của con đâu, bạn của con chưa dùng đúng không con? Thảo, con nói gì đi? Cái này là của con đó. Là của con. Hôm nay tao phải giết mày. Ông bị điên à? Nó là con của mình đấy. Trời. Ba mẹ kiếm tiền ngày đêm nuôi con. Ba mẹ làm việc ngày đêm, con thiếu cái gì mà con chưa to cái thế này tao? Có thiếu cái gì tại đâu? Tại sao? Ba tưởng con là con nít hả ba? Hai người trước mặt con thì nắm tay nhau, hôn nhau. Hai người định giới con đến bao giờ nữa? Thực ra hai người đã chia tay rồi. Có chia tay nhưng ba mẹ vẫn cố sống tốt vì con có biết không? Vì con nữa. Hai người, mỗi người một thế giới. Ba chơi đường ba, mẹ chơi đường mẹ. Còn con chơi đường con thì có gì sai đâu. Mày nói cái gì? Chơi đường con. Ông điên à? Ông giỏi thì ông giết chết tôi đây này. Đánh bà tôi đánh mà. Phụ nữ ngu nhất là nói cái câu đánh tôi đi đó. Coi như tôi xui. Ba có giỏi thì ba giết con đi. Con là con của ba Thảo à? Ba có dám giết con không? Không đấy. Ba mẹ đã làm cái gì sai?
đã làm cái gì mà khiến con tự hủy hoại cuộc đời của mình thế này hả Thảo? Tại sao với con? Mẹ đã làm cái gì sai vậy? Ba mẹ không làm gì hết. Ba mẹ kiếm tiền nuôi con, cho con rất nhiều tiền à. Mỗi ngày con gặp ba mẹ mỗi 5 phút. Nhà mình như cái quán trọ ấy. Ba thích thì ba về, ba không thích thì ba đi à. Ba, ba đẻ của con nói, ba của mày á, quen những đứa bằng tuổi mày đó. Thảo à, con đừng có nói vậy. Con nói với bạn bè của con là những cái đứa ba quen ấy đều hơn con một vài tuổi đấy. Như vậy mà cũng nói được à? Còn mẹ nữa. À, có mẹ nữa. Mẹ, cái người mà mẹ cặp kè cho tiền sàng ngày là ai á mẹ? Là bồ mẹ. Là bồ mẹ, ờ. À, bồ mẹ cũng chính là thầy giáo, thầy danh nhạc của con đó. Ô, vậy à? Hèn gì đẹp trai ấy mà, là còn hát hay nữa. Bảo thôi đi, con à. Ba mẹ dành thời gian cho con, không dành lúc này thì dành lúc khác. Ba mẹ sẽ cố sống tốt với con, ba hứa đấy. Lần sau ba sẽ nhớ, ba sẽ làm tốt với con. Nhưng mà con hứa là ba mẹ còn thương con mà. Ba mẹ vẫn còn thương con, nhà mình vẫn hạnh phúc mà con. Ba mẹ thương con. Ba mẹ thương con nữa. Vậy tại sao ba mẹ không nhớ hôm nay là sinh nhật của con? Trời ơi, ba không còn gì để nói nữa. Ba tệ quá. Thôi con à, năm nay mẹ xin lỗi. Sang năm mẹ hứa sẽ mua quà sinh nhật cho con, mua thật nhiều nữa. Quá muộn màng rồi. Cho dù mẹ có nhớ ngày sinh nhật của con, nhưng mẹ cũng không bao giờ nhớ ngày mất của con. Nói gì vậy Thảo? Con đi đâu vậy Thảo? Thảo con đi đâu rồi? Thảo ơi, cô Thảo đi đâu vậy Thảo? Thảo ơi, con đi đâu rồi Thảo? Trời ơi, Thảo tôi bà đâu rồi? Thảo của tôi đi. Đâu rồi? Thảo của tôi, Thảo ơi. Đi. Bà bình tĩnh lại, con Thảo nó đã chết rồi. Nó đã chết cách đây một tháng rồi, hôm cái lộn với mình. Nó đã đi phá thai và nó chết từ hôm đấy rồi. Bệnh mồ. Nó đang ở trong phòng, tí tôi còn đưa nó đi học. Ông nói cái gì vậy? Tôi xin ông đấy, ông đừng có nói như vậy nữa. Tôi van xin ông đừng có nói như vậy nữa. Thảo đang trong phòng kìa. Thảo ơi, ra mẹ chở con đi học. Thảo ơi, con đâu rồi Thảo? Thảo à, Thảo, con đâu rồi Thảo ơi, mẹ tìm con ở đâu rồi Thảo ơi? Thảo nó chết rồi. Thảo, con tôi nó đang còn sống mà, tại sao ông lại để ảnh nó như vậy? Thảo, không phải mà, sao ông lại để ảnh của nó như vậy? Sao không được bỏ ảnh xuống, đừng có để ảnh như vậy, con tôi nó đâu còn sống? Tôi biết tôi sai rồi. Thảo à, tôi sai với cái gia đình này Thảo rồi. Con về với mẹ đi Thảo. Nó chết đấy rồi Thảo ơi. Ngày nào mà cũng phải nhà tôi như vậy, làm sao mà tôi sống được. Thảo ơi, con ơi rồi Thảo. Bà ơi, con Thảo nó chết rồi. Ông ơi, nó chết rồi. Tôi thấy Thảo kìa. Nó chết rồi. Thảo. Nó chết rồi. Nó chết cái gì một tháng rồi. Tết năm nay chỉ có tôi và bà thôi. Nó không đi sắm Tết, không nấu bánh chưng được với mình nữa. Thảo à, chết rồi. Tôi bắt lấy Thảo, tôi thấy Thảo này. Trời, Thảo xinh quá, Thảo xinh như mẹ ngày xưa luôn. Thảo à, con lại đây đi Thảo. Lại đây, mẹ đưa con, mẹ chở con đi học. Mẹ đưa quà cho con. Thảo à, tôi đã làm gì? Thảo, tôi đã làm gì với gia đình của tôi vậy? Con đi đâu vậy Thảo? Mẹ à, trời ơi. Mẹ à, Thảo ơi, Thảo, con đi đâu vậy? Thảo à, trời ơi, sao tôi không nắm được con tôi vậy trời? Tôi đã làm gì? Thảo à, con đâu rồi Thảo? Con lại đi đâu vậy? Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, cảm bấy dồn con. Đón chiếc ấm về cùng mùa xuân. Thảo à, con về mẹ đi Thảo. Về mẹ đi, mẹ nhớ con quá. Con đừng như vậy đâu. Mẹ biết tội lỗi của mẹ rồi. Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, cạm bẫy dồn con người ta vào bước đường cùng. Và sự sống cũng thật mong manh. Mùa xuân năm ấy, một kiếp người kết thúc cuộc sống trong đau khổ. Nhưng ở một nơi nào đó, một sinh linh lại được đón nhận một sự